Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào chương trình Thiếu Niên Nói, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Lưu Kỳ Dương, học sinh lớp 12-2. Và mình là một người đã từng trượt cấp 3. Thì thực sự là thế giới của mình giống như là suy sụp. Vì mình chưa bao giờ mình có một suy nghĩ rằng mình sẽ trượt cấp 3. Dường như lúc đấy thế giới của mình bị sụp đổ. Gia đình mình, mọi người đều có truyền thống học rất là cao và luôn thành công trong con đường học hành. Và lúc đấy mình cảm thấy mình là một con người rất là thất bại. Mình không còn một con đường nào khác để mình đi nữa. Và cuối cùng mình quyết định chọn Nguyễn Bỉnh Khiêm là một ngôi trường mình chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ học ở đây từ trước đến nay. Và khi mới nhập học thì mình nghĩ rằng 3 năm học này chỉ là cho qua chuyện thôi, cho xong 3 năm cấp 3, không có một cái gì hết động lại trong mình cả. Nhưng mà khi vừa mới bước vào thì thực sự mình đã thay đổi được hoàn toàn cách suy nghĩ của mình và mình mở lòng hơn với tất cả mọi người. Mình cảm thấy mình đã lựa chọn một con đường đúng đắn vì ngôi trường này có một môi trường giáo dục rất tốt, giúp học sinh có thể cải thiện và nâng cao kỹ năng của bản thân nhiều hơn. Đặc biệt, người đã giúp mình vượt qua được cái nỗi ám ảnh và suy sụp ấy chính là cô giáo chủ nhiệm của mình, cô Nguyễn Thị Cúc. Mình vẫn nhớ hôm đầu tiên mà mình gặp cô và cả lớp thì cô đã nói với tất cả mọi người một câu rằng là hãy đừng chỉ coi cô là một cô giáo chủ nhiệm, hãy coi cô là một người bạn, một người mẹ của các con. Biết rằng khoảng cách của cô và các bạn tập thể 12-2 về thế hệ khá là lớn, nhưng cô vẫn luôn cố gắng chia sẻ và chính cô cũng đã thay đổi bản thân để có thể thông cảm và hiểu học sinh của mình hơn. Trong những tiết học, cô không chỉ dạy những kiến thức môn Anh mà cô còn lồng vào đấy những kỹ năng sống để bọn mình khi mà ra đời rồi có thể vững bước và hiểu rõ mọi chuyện ở trong cuộc sống hơn. Học phụ huynh đối với lớp mình không còn là một nỗi ám ảnh nữa vì cô không đặt quá nhiều áp lực học hành vào học sinh và bố mẹ mà cô đã có những cái buổi họp theo chủ đề để mọi người có thể gần với nhau hơn, rút ngắn khoảng cách lại. Và mình vẫn nhớ đến cái buổi họp phụ huynh năm lớp 10, cô đã giúp các bạn viết tâm thư gửi đến bố mẹ và từ đó mình cảm thấy là bố mẹ đã chia sẻ với mình hơn, lắng nghe những tâm tư tình cảm của mình hơn. Lớp mình là một lớp khá là ham chơi và khá là nghịch ngợm, khiến cô phải suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà lớp mình thì lại khá tình cảm, dù mình biết là mọi người không có cơ hội để nói nhưng mà mọi người yêu cô rất nhiều. Và cô có suy nghĩ gì về bản thân con trong gần 3 năm học vừa qua không ạ? Tiết Lưu Kỳ Dương đối với cô là ấn tượng ngay từ đầu tiên rồi. Một cô bé bé nhất lớp mà có cái gì đấy rất là giống giống cô. Gần 3 năm vừa rồi thì con là một cô bé luôn luôn làm cho cô cũng tỉnh ngộ hơn rất nhiều về cái sự yêu thương của chính bản thân con với trách nhiệm một bí thư trong lớp. Cô hoàn toàn tin tưởng giao nhiệm vụ trọng trách là bí thư lớp cho con, một người vô cùng tích cực, năng động, đáng yêu, tin tưởng, nhí nhảnh, vô cùng sáng tạo và còn cả tuyệt vời. Rất cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Mình cũng muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng khi một cánh cửa mà đóng sầm lại với mình thì vẫn luôn có một cánh cửa khác mở ra tươi đẹp hơn. Vậy thì hãy luôn vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống. Và nhân cơ hội chương trình Thiếu Niên Nói hôm nay, các bạn chia đây hai ơi! Ôi! 1, 2, 3! Con yêu cô! Cô rất là yêu 12 chia đây hai! Cảm ơn cô ạ! Em được biết là khi các em vừa mới vào, các em còn quá là trẻ và có những em có những cú sốc như Kỳ Dương đây. Thì làm thế nào để cô có thể tiếp cận gần hơn với các em và có được tình cảm của các em như ngày hôm nay ạ?
việc đầu tiên đối với một giáo viên chủ nhiệm mình nói riêng và các cô chủ nhiệm ở trường Nguyễn Bình Khiêm nói chung, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và cảm giác như là đó là những đứa con thân yêu của mình. Thậm chí có những buổi ngồi nói chuyện một vòng tròn khép kín để không ai lạc khoảng cách là cô trò. Các con bộc lộ ra thì mình mới hiểu được là cái nguyện vọng tâm tư của con là gì. Để các con có thể gần gũi mình hơn và sau đó thì mình sẽ có thể được hiểu cái khó khăn của từng bạn để có thể là thúc đẩy và động viên các con. Và một cái điều vô cùng quan trọng nhất mà bất kỳ các thầy cô giáo nào cần phải có, đấy là cái lòng yêu thương và cái chân thành từ chính bản thân mình và học trò. Ngày 1, ngày 2 dần dần các con sẽ hiểu hết. Vâng ạ, cảm ơn cô ạ. Thật sự các em rất là may mắn vì cô giáo của các em rất là tuyệt vời. Và đây là Nguyễn Bình Khiêm và là thanh xuân tươi đẹp nhất của mình. Hãy nắm tay nhau bạn ơi, để cho những ước mơ bay thật xa. Hãy nắm tay nhau bạn ơi, để cho ta mãi luôn luôn gần nhau. Hãy hát lên đi bạn ơi, để nụ cười sẽ luôn trên bờ môi. Hãy hát lên đi bạn ơi, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui. Dù mai có nhọc nhằn, có những gian nan và cũng có dần dần với những mưu toan, bạn hiền ơi hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó. Và trên bước đường đời sẽ thấy vui hơn vì ta có bạn bè sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba. Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải bạn ơi. Dù xa cách nhưng trái tim ta luôn hoài nhớ nhau. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải bạn ơi.